Nam mô A Di Đà Phật. Non sông rực rỡ cháy ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Nhân loại sẽ khói chìm bởi khổ khắp muôn loài, nguyện độ siêu thanh. Tình thế sự kêu thằng hai ông chớ chia rẽ, phải đồng tâm mê lực của dòng vàng, đánh thức bốn phương chẳng hân Phật giáo. Chọn đường quy nguyên, ai tăng sĩ gãy thiền quyết năm lần mũi bờ xuống thăm lên đèo vào. Bực mình đeo đắm pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước gian. Thay thiện tính chán hòa giọt lì, tâm não nồng cạnh ngây xa dời. Chim trời dưng ngó chiều mơ, bầy con chiêu chích cả đời nhàn thân. Còn một đoạn mưa tầng nắng sở chạy qua rồi, việc dở quá hay, thế gian sẽ biết thánh tài. Bế bồng con dạy hát bài khải ca, ai mà được chống qua cảnh ấy, cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời ta ít lỡ thơ, nếu tu dân sự còn chờ dịp nào. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa những quý vị, để tiếp theo chương trình là thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt 2. Kính thưa những quý vị, trong bài thu đã cuối có câu: chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đấm thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Bốn câu trên là một chuyên đề của buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Vậy ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phan Chí Tâm, ban hộ truyền giáo lý viên trung ương lên diễn đàn tìm hiểu ý nghĩa bốn câu. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo,
Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho chính quyền địa phương các cấp đến tham dự. Kính thưa đồng đạo Phạm Văn Thứ, quyền trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An, cũng là quyền trưởng ban quản tự An Hòa tự B, cũng là trưởng ban tổ chức của buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay. Kính thưa đồng đạo Võ Kỳ Pha, đồng đạo Đoàn Thanh Tân, đồng đạo Trần Thanh Sơn và đồng đạo Trần Quân Chuyên là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương đến từ tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị trong ban quản tự An Hòa tự B, quý vị trong ban tổ chức. Kính thưa đồng đạo Ngô Nguyên Sói là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang đồng đến tham dự. Kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là thành viên của các ban trị sự trong và ngoài địa phương của huyện An Phú đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 niên Quý Mão, và hôm nay cũng là ngày 12 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi cũng như giáo lý viên Đoàn Thanh Tân cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, hôm nay được trở về mái đạo tràng của ban quản tự An Hòa tự B, tức là ban trị sự xã Khánh An, để cùng nhau làm nhiệm vụ của mình, để chia sẻ qua các thánh ngôn lời dạy Đức Thầy, để mỗi đồng đạo chúng ta tìm một con đường đi vào một cái chỗ bất sanh bất diệt. Vậy là nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị đồng đạo thân kính, thì hôm nay cũng là một cái ngày đặc biệt, tức là cái ngày lễ giỗ, còn gọi là cái ngày kỷ niệm lần thứ 155 năm của cụ Nguyễn, tức là quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực đã quỷ quốc vong thân cách đây 155 năm, tức là nhằm ngày 28 tháng 8 âm lịch năm 1868. Và đặc biệt thì trong cái tháng 8 này, đối với chúng ta cũng có hai cái ngày quan trọng. Một là ngày hôm nay, và hai là cái ngày 12 tháng 8 vừa rồi, tức là cái ngày lễ giỗ kỷ niệm 167 năm của Đức Phật Thầy Tây An Viên Tịch. Và đặc biệt thì hôm nay cũng là một cái ngày buồn, khi ban tổ chức nơi đây đã chia tay đồng đạo trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An, cũng là trưởng ban quản tự của A Chùa, tức là trưởng ban quản tự của An Hòa tự B. Thì đồng đạo cũng đã làm trưởng ban rất là nhiều nhiệm kỳ. Đối với tôi thì đối với đồng đạo trưởng ban nơi đây có rất là nhiều kỷ niệm. Bởi vì trước đây hơn 10 năm trước, thì năm nào chúng tôi cũng về phụ trách các lớp học giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo tại nơi đây. Lúc ấy thì ngôi chùa còn rất là nhỏ, rồi hội trường thì cũng rất là nhỏ. Và tôi nhớ kỷ niệm nhất thì cách đây hơn 10 năm, lúc ấy thì thuyết giảng ngay một cái ngày rằm lớn ở phía trước cái chùa nhỏ ngày xưa đó, thì ngay một cái ngày mưa bão, cho nên thì chương trình đang diễn ra thì bỗng nhiên thì đứt dây, mưa quá cho nên cuối cùng thì nước nó tạt xuống. Mà đó là những kỷ niệm mà tôi nhớ những cô bác trong ban trị sự nơi đây đó, đối với mình cũng đã có những cái sự gắn bó rất là chặt chẽ trong những năm trước đây, cách đây khoảng 10 năm trên năm về trước. Cho nên thì hôm nay trở về đây thì cũng được hay tin đồng đạo trưởng ban đã ra đi về thế giới vĩnh hằng. Cho nên tôi mong rằng với cái sự tích cực lo cho đạo qua nhiều nhiệm kỳ nay, với cái lứa tuổi cũng đã 84 tuổi, thì có thể đồng đạo đã làm tròn cái nhiệm vụ của mình, cái sứ mạng mà được thầy tổ giao phó. Còn phần việc còn lại thì có thể giao cho đồng đạo Phạm Văn Thứ sẽ phụ trách nói gót, cũng như mấy vị đồng đạo trong ban trị sự, để chúng ta làm sao phát vương cái nền đạo,
nhất là ở cái vùng vùng biên như ở xã Khánh An của huyện An Phú tại nơi đây. Như vậy thì cũng không biết nói sao hơn, chỉ có cách là chúng ta cũng cố gắng thực hiện theo những gì, những cái di sản quý báu mà quý đồng đạo đã để lại, một cái ngôi chùa hết sức là đồ sộ, kiên cố trong đạo. Và đặc biệt thì ngày hôm nay chúng tôi cùng quý vị chúng ta gặp gỡ với nhau tại nơi này. Và vừa rồi thì đồng đạo chúng ta cũng đã nghe giáo lý viên Đoàn Thanh Tân, thì trên dưới hơn một giờ đồng hồ thì đồng đạo cũng đã chia sẻ qua 6 câu giảng trong khuyến thiện một cách hết sức là cũng rõ rệt, vĩ nghĩa. Và đặc biệt thì đưa ra các cái phương pháp tu hành rất là quan trọng trong tôn chỉ giáo lý Đức Thầy. Thì giờ đây đến phần sự của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng mà Đức Thầy đã dạy: chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Thì hôm nay cũng là đầy đủ nhân duyên, thì theo thực sự phân công đó, theo văn bản phân công đó, thì đáng lẽ hôm nay đồng đạo sẽ gặp giáo lý viên Trần Thị Ngọc Tuyền sẽ chia sẻ qua 4 câu giảng này. Do điều kiện đặc biệt cho nên đồng đạo Tuyền không đến được, do đó thì chúng tôi cũng vừa được phân công muộn ngày hôm kia thôi. Cho nên thì hôm nay thì chúng ta đổi người, còn đề tài thì chúng tôi cứ giữ y theo lịch phân công mà chúng ta đã được chính quyền của huyện An Phú đã cấp phép để thuyết giảng trong cái ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là cái ngày thuyết giảng định kỳ hàng tháng của đây đây. Thì thối thường các cái buổi thuyết giảng theo định kỳ thì đồng đạo ít đến dự lắm. Tuy nhiên thì hội trường giờ này thì chúng tôi thấy quý vị cũng khá đông, hầu như là giờ trưa này thấy còn đông hơn buổi sáng nay. Thì do đó thì đây cũng là một cái điều mà chúng tôi hết sức là hoan hỷ trong cái tinh thần thương thầy lo đạo, để chúng ta trong buổi trưa mà quý vị cũng đã cố gắng ngồi đây với chúng tôi để ôn lại lời vàng ngọc của tổ thầy. Như vậy thì đặc biệt qua 4 câu giảng này, Đức Thầy kêu gọi cái tinh thần đoàn kết. Đoàn kết ở ngoài đời, đoàn kết với thế giới nhân loại đại đồng, đoàn kết với dân tộc, và đồng thời chúng ta cần phải đoàn kết trong gia đình mình, và cuối cùng thì chúng ta đoàn kết trong nội bộ đạo chúng ta qua 4 câu giảng này. Và đồng thời đoàn kết, quý vị phải nhận định đây là một pháp tu rất là căn bản trong cuộc đời hành đạo của mỗi đồng đạo chúng ta. Nếu chúng ta thiếu đi tinh thần đoàn kết thì đời tu chúng ta sẽ bị hỏng. Bởi vì nếu có một cái sự chia rẽ âm thầm trong nội tâm chúng ta thì đó là những cái sự phiền não. Để những cái sự phiền não ấy nó rối loạn cõi lòng của mình thì không bao giờ chúng ta đạt được trí huệ. Trước mắt chúng ta là tối tâm thì con đường về với Thầy, về với Phật rất là còn xa lắm vậy. Và yếu tố căn bản hơn nữa thì ngoài cái việc Đức Thầy dạy đoàn kết qua 4 câu giảng này thì nội dung chính là mỗi đồng đạo chúng ta cần phải phát dương nền đạo cho mọi người biết được giáo lý Phật giáo hoàn hảo, để rồi tất cả học tập theo lời Đức Thầy dạy, để cuối cùng chúng ta trở về với một mà Đức Thầy dùng cái khái niệm là quy nguyên. Như vậy thì quy nguyên chúng ta trở về với ai, ở đây đâu, và số một này trở về cái gốc này, ý Đức Thầy muốn dạy điều gì, thì đó là những yếu tố căn bản mà giờ này thì tôi và vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua cái phiên thuyết giảng ngày hôm nay. Và đồng thời thì quý vị biết được rằng đây là 4 câu thi mà Đức Thầy sáng tác trong cái bài Thu Đã Cuối. Đối với thánh phẩm Thu Đã Cuối, một trong 20 bài thi mà Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn năm Tân Tỵ, cũng như là vào năm Canh Thìn 1940 và 41, thì đây là các bài thi rất là quan trọng với những cái án văn cũng như với những cái khái niệm hành đạo mà Đức Thầy dùng những con chữ, những từ ngữ chuyển tải Phật Pháp qua cái lối thi thơ Song Thất Lục Bát, cũng như ở cái đoạn biến thể ở cái phần sau của bài thi này. Thì bài thi này không có tựa, căn cứ cái câu đầu Thu Đã Cuối bắt lai ra thổi, cho nên ban sưu tập mới đặt cái tựa đề là Thu Đã Cuối. Bài này cũng không rõ Đức Thầy viết vào ngày tháng nào, chỉ biết là Đức Thầy viết vào cuối mùa thu, tức là cuối tháng 9 đó. Nhưng mà theo chúng ta tìm hiểu tiếp theo thì cái bài Đêm Ngồi Một Mình thì có ngày tháng Đức Thầy sáng tác vào cái đêm 30 tháng 9, tức là trước cái sau cái bài Thu Đã Cuối. Cho nên bài Thu Đã Cuối mình có thể tạm hiểu là Đức Thầy viết vào cuối tháng 9 đó, có thể là Đức Thầy viết vào ngày 30, chúng ta căn cứ vào cái câu đầu là Thu Đã Cuối bắt lai ra rỗi.
Như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị, chúng ta sẽ chia sẻ qua bốn câu giảng này. Có thể là tôi trình bày khoảng 1 tiếng 15 phút. Bởi vì do cái chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng vào trễ, rồi có thêm cái phần của các cấp chính quyền ý kiến, cho nên thì có hơi trưa, cũng mong quý vị cũng có thông cảm giùm. Bởi giờ này cũng đã 10 giờ 15 rồi, thì có thể là chúng tôi cố gắng trình bày đến 10 giờ rưỡi. Rồi chúng ta còn có cái phần cầu nguyện cho đồng đạo mình quá vãng nữa trong ngày hôm nay nữa, thì có thể là chúng ta chương trình ngày nay cũng gần 12 giờ đó, thì cũng mong quý vị cũng thông cảm, cố gắng hộ Phật pháp giùm. Tuy nhiên thì chúng tôi cố gắng nói như vậy nhưng có thể là rút ngắn lại để chúng ta bớt đi cái căng thẳng vào cái giờ ngọ. Như vậy thì qua cái câu giảng đầu tiên của thầy dạy là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực. Thì nghe cái từ chớ chia rẽ là chúng ta không được chia rẽ đồng đạo. Mình nói gọn là chớ chia rẽ là không được chia rẽ. Và đồng thời không được chia rẽ ra thì Đức Thầy còn dạy chúng ta là phải đồng tâm lực. Đây là những cái khái niệm mà phải nói rõ là những cái lời cho ngọc Đức Thầy cũng giống như một cái phương châm sống, một cái nghệ thuật sống. Bởi vì trong cái cuộc sống mỗi con người chúng ta đồng đạo biết, nếu như mình mà còn có một cái mầm móng chia rẽ thì quý vị thấy chúng ta sống ở trong cõi đời này cũng giống như địa ngục tại trần gian. Cho nên chia rẽ là một biểu tượng của địa ngục, một biểu tượng của cái sự ly loạn, một biểu tượng của một cái sự phiền não trong cái từ nội tâm cho đến hình thức bên ngoài ở mỗi cá nhân, kính thưa quý vị. Cho nên thế giới này cũng vì cái sự chia rẽ, nếu chúng ta nói về nhân loại, cho nên mới có cái sự là chiến tranh và sự khổ ách. Ngày xưa thì công nghệ thông tin chưa phát triển thì về chiến tranh chúng ta ít có cảm nhận được lắm. Nhưng mà giờ này khi công nghệ phát triển rồi thì đồng đạo thấy chỉ cần thế giới này có một cái điều kiện gì hơi lạ thôi thì hầu như những cái thông tin ấy được ban rải khắp cộng đồng. Bởi vì chúng ta sống trong một cái thời buổi 4.0, còn gọi là cái thời buổi là tức là thế giới phẳng. Mọi cái hoạt động của mình rất ảnh hưởng đến chung cả toàn cầu. Cho nên nói đến vấn đề này chúng ta rất là thương tâm. Khi giờ này đồng đạo nhìn các trang mạng nội mà cái chiến tranh giữa Ukraine và Nga đó diễn ra phải nói rõ là trên dưới hơn 4 tháng nay, thì giờ này phải nói rõ là chưa có được yên lặng. Thì giờ này chúng ta thấy chỉ ngang ngang nhãn mấy ngày nay thôi, thì với một cái vụ phải nói rõ là khốc liệt giữa tức là Hamas và Israel, thì chúng ta thấy rằng trong cái thời gian chỉ có 5 ngày nay thôi mà lúc bây giờ thì đã cướp đi nhân loại chúng ta trên dưới hàng nghìn người, hàng chục nghìn người đang bị thương vong. Thì thật sự đây là một cái điều hết sức là đau khổ. Cũng chính vì cái sự chia rẽ, vì cái quyền lợi cá nhân, vì muốn chiếm hữu, vì tự cường tự đại, cho nên mới có những cái sự xô xát như vậy. Mà theo tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta không phải là cái người vô cảm. Nhìn những cái hình ảnh mà ở những cái thành phố đang bị điêu tàn với những cái tên lửa mà hai bên bắn qua bắn lại với nhau, thì đồng đạo thấy rõ, nhìn có chẳng có khác nào cái cảnh địa ngục tại trần gian đồng đạo. Nhìn thấy cảnh đó rồi thì thật sự chúng ta không còn muốn mà làm ăn gì nữa. Bởi vì nhìn những cái tòa lầu đài cao ốc mà bị bom đạn trù dập một cách hoang tàn như vậy, rồi những chiếc xe, những cái con đường, những cái ngôi chợ, những cái thành phố hoành tráng, nhưng giờ này nó là một cái đống đổ nát đồng đạo. Cho nên thật sự chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu nỗi khổ của con người. Mình thì thật sự bây giờ mình mới biết, cho theo tôi nghĩ những cái trận chiến ở thế giới lần hai đó mà có những ghi hình như giờ này mà chúng ta thấy được như vậy, chúng ta thấy rõ. Cho nên mình là người tu, mình đã có được một cái sự tin tưởng về thần quyền, có một cái sự nương tựa Phật pháp tăng mà chúng ta còn đau buồn như vậy thì huống hồ chi người đời. Cho nên hảo nào từ đó mình mới cảm nhận cuộc đời là vô thường vô ngã. Nhìn đồng bào mình, nhìn nhân loại mình, nhìn chủng tộc hoài thai của mình ngoài kia, thì tôi tin tưởng rằng đồng đạo chúng ta rất là đau buồn thống khổ. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta chớ chia rẽ là mình phải đoàn kết. Đoàn kết cái xa hơn hết là chúng ta đoàn kết ở nhân loại, ở đại đồng. Bởi vì tất cả đồng đạo chúng ta sống chung trên cái quả địa cầu này thì phải có một cái sự hài hòa đồng điệu với nhau đồng đạo. Chúng ta đồng là con người, đồng cùng có một cái sự sống trên thế giới này thì mình phải có một cái sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Đồng đạo tin ý một chút, khi đồng đạo nhìn thế giới loài người, đồng đạo thấy không, cũng có những nơi tráng lệ giống như thiên đàng tại thế,
rồi cũng có những nơi điêu tàn, những nơi khóc hại, những nơi khổ sở giống như địa ngục tại trần gian, cũng trong một thế giới của mình thôi. Mà mình nhìn thấy được điều đó, mỗi khi mà chúng ta lướt file, chúng ta lên YouTube mà mình thấy được những cái cảnh, tôi nói ở Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là các nước phương Tây chẳng hạn, thì thấy cảnh sống của những vị này giống như phải nói cảnh thiên đàng, rất là sung sướng mọi thứ. Rồi mỗi khi chúng ta nhìn lại, cũng trong thế giới này, mình nhìn lại những đồng, những nhân loại của mình, nhất là ở cái vùng châu Phi, những cái vùng mà dân tộc thiểu số, rồi thấy không, cái cảnh phải nói con người mà nhìn nó phải nói gọn là chúng ta hết sức là thương tâm. Hoặc giả là chúng ta nhìn cái cảnh đổ nát, cái cảnh đổ nát của giải Gaza thì mình thấy rất rõ, cũng như là ở Israel thì mình thấy, thì cái cảnh đổ nát trước bom đạn như vậy thì giống như cảnh địa ngục tại trần gian. Cho nên đây là những cái bài pháp mà theo tôi nghĩ rằng rất thực tế trong cuộc sống đồng đạo. Đây là những bài pháp thực tế, cho nên mỗi khi chúng ta xem thì mình phải đánh vào trong nội tâm chúng ta. Rồi đây, cuộc đời chúng ta sẽ đi vào cái ngày ấy thôi, kính thưa đồng đạo. Dầu mình có tài ba, có lỗi lạc cỡ nào, có nhà cao cửa rộng cỡ nào, nhưng mà Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một vợ. Thì thật sự khi mà đọc cái câu giảng này ở quyển nhất thì đồng đạo nhìn lại hình ảnh coi, có phải là gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ không đồng đạo? Đức Thầy dùng những ẩn dụ để Đức Thầy ví dụ cái cuộc sống con người, như đoạn khác Thầy dạy là còn một cuộc mưa là mưa tầng nắng sở trải qua rồi, việc dở quá hay, cũng trong cái bài thu đã cuối này. Cho nên hôm nay nếu mà nhân loại đại đồng mà có được một cái sự đoàn kết với nhau thì theo tôi nghĩ không có cảnh thương tâm. Cuối cùng rồi thì con người chúng ta, nhân loại chúng ta, nhất là những trẻ em, nhất là những vị phụ nữ, những trẻ em vô tội phải ảnh hưởng cái hệ quả của chiến tranh, để rồi cuối cùng phải ra đi, cuối cùng rồi phải lìa xa gia đình tổ ấm của mình, đi về một thế giới khác, thì đây là cái điều hết sức là đau khổ mà chúng ta cảm nhận được. Thì những cái sự ấy hoàn toàn xuất phát từ ở cái chỗ mà phải nói gọn là chúng ta không đoàn kết, chúng ta có cái sự chia rẽ. Cho nên cái nguyên nhân chính yếu ở đây Đức Thầy đã dạy rất rõ đồng đạo, con người mới sinh ra đời đều có tánh hiền lành cả, song vì đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạ với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm những sự xấu xa hèn kém, loài người viết nhau vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì thù hiềm, vì háo thắng. Nghĩa là họ giết nhau vì ích lợi của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Lời Đức Thầy chúng ta dạy cách đây trên dưới 70 mấy năm, thì mình cảm nhận những cái sự chiến tranh của thế giới này thì xin thưa đồng đạo không khác, hoàn toàn do lòng tham, do cái bản ngã của con người chúng ta mà sinh ra các yếu tố đó. Cho nên hôm nay là người tu thì tuyệt đối chúng ta không có những ý tưởng nào đó để vì mình mà làm cho nhân loại phải đau khổ, làm cho những cái sự thương tâm mất mát như những cái mà chúng tôi vừa nói. Rồi cái thứ hai nữa ở đây là chúng ta phải đoàn kết trong quốc gia dân tộc. Đây là cái điều chủ đạo nhất trong cuộc sống Việt Nam chúng ta, trong mỗi con người Việt Nam chúng ta, trong cuộc sống hành đạo của mình. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ là dân ta dòng giống tiên bang, chứ không có giống ngổ ngang hung sùng. Mình là một bào thai sinh ra là đồng bào, có một cái phải nói rõ là một cái nguồn lịch sử rất là rõ rệt. Cho nên hôm nay ngoài cái thế giới chúng ta không được quyền chia rẽ, thì yếu tố thứ hai là trong dân tộc chúng ta do một bào thai sanh ra. Cho nên dầu rằng khác nhau ở tôn giáo, khác nhau ở vùng miền Bắc Trung Nam, nhưng mà tất cả đồng đạo chúng ta nên nhớ lời Đức Thầy dạy, làng gần chứ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Hoặc là những câu ca dao mà giờ này đi vào hồn Việt, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Hoặc là nhiễu điều phủ lấy giá đương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Cho nên hôm nay trong cái tinh thần đồng bào thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hỗ trợ, phải tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn nguy biến. Cho nên nói đây tôi nhớ đến một cái mẫu chuyện. Vào năm 43 thì lúc bây giờ khi Mã Viện đem quân qua, thì lúc bây giờ bà Trưng của chúng ta sức yếu thế côn, địch không có nổi. Vì vậy nên mới thất thủ. Và sau khi Mã Viện chiếm đoạt được rồi thì lúc bây giờ ông mới dựng một cái cây cột đồng ở tại Mê Linh đó. Thì trên cây cột đồng này ông để một cái hàng chữ, tức là đồng chủ triết, giao chỉ diệt. Có nghĩa là khi mà cây trụ đồng này ngã thì người dân giao chỉ sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy nên khi mà dân tộc chúng ta
đồng bào chúng ta mỗi người đi ngang qua đây thì gặp cái hàng chữ ấy thì ai cũng thương tâm, không muốn mình bị mất gốc, không muốn dân giao chỉ mất gốc. Cho nên mỗi người như vậy liền vào gốc trụ đồng này một viên sỏi, một viên đá, một hạt cát, thì thời gian không bao lâu thì cái trụ đồng này đứng sừng sững giữa non cao. Ý muốn nói rằng cái sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam chúng ta, thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ, hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam, tức là chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam. Đức Thầy muốn đem cái sự kiện này để làm chi? Để cho chúng ta nhớ đến cái gương xưa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Do đó thì hôm nay đồng đạo chúng ta không có lý do gì mà vì mình mà để gây tai hại cho dân tộc khác, không có lý do gì mà vì mình mà để gây cái tai họa cho nhân loại đại đồng. Mình cần phải thương yêu giúp đỡ tất cả nhân loại đại đồng, những người cùng với mình trên một cái hình công chữ S. Dân tộc Việt Nam chúng ta giờ này cũng trên dưới là trong nước là gần 100 triệu. Rồi luôn cả kiều bào bên ngoài thì trên dưới chúng ta cũng có hơn 100 triệu dân đồng đất. Đất nước chúng ta lớn lắm chứ, đâu phải là nhỏ đồng đất. Cho nên mình phải có sự đùm bọc này. Và điều này thì tôi tin tưởng rằng đồng đạo chúng ta không có chia rẽ. Chính vì không chia rẽ cho nên cái công tác từ thiện xã hội mà giờ này chúng ta đã và đang thực hiện thì đây là công tác mà chúng ta đang đền ơn đồng bào nhân loại đồng đạo. Bởi vì mình khi mà mình bố thí giúp cho kẻ khó thì những người này chúng ta dồn lại toàn là phải nói rõ là đồng bào mình không, những người sống chung quanh với mình hoặc là ở các vùng miền khác nhau, nhưng mà đều đồng bào của mình thì đối với chúng ta là không có ranh giới. Thì đấy là mình thấy rõ mình thực hiện rất là tốt. Và mong rằng Đức Thầy dạy ở từ chớ chia rẽ này chúng ta còn cần phải làm tốt hơn nữa. Rồi tiếp theo nữa là trong gia đình của mình, tức là ngoài xã hội, ngoài nhân loại đại đồng thì trong gia đình của mình chúng ta cũng không được chia rẽ. Nhất là anh em, nhất là cái tình cha mẹ, nhất là cái tình chồng vợ, thì những cái này là những cái điều căn bản đồng đạo. Cho nên Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, như Thầy dạy rất rõ đồng đạo. Trong ác sắp sanh thì rõ ràng đây là trường hợp mà không thể nào có đối với người học Phật chúng ta. Đấy là cái chuyện của thiên hạ mà Đức Thầy muốn đưa ra những cái khái niệm đó cho mọi người thấy rõ. Còn riêng đối với chúng ta là chúng ta không thể nào có chuyện đó rồi. Bởi vì mình là cái người tu thì mình phải quán triệt được, mình không có lý do gì mà để vì tiền bạc, vì danh lợi để rồi chúng ta chia rẽ trong cái tình anh em ruột thịt, rồi luôn cả trong cái tình cha mẹ hoặc giả là vợ con, vân vân mọi thứ trong gia đình chúng ta. Cho nên nói đến đây thì đồng đạo, quý vị mà xem về chuyển tích đồng đạo thấy rất rõ. Ngày xưa thì khi Nguyễn Huệ ông đem quân qua đánh Nguyễn Nhạc, thì trong cái giai đoạn mà ba anh em đó thì lúc bây giờ cấu xé với nhau. Vì vậy cho nên lúc bây giờ tướng Trần Văn Kỷ là một mưu sĩ của Nguyễn Huệ nhưng mà không dám căng ngăn, bởi vì lúc bây giờ tướng Nguyễn Huệ rất là mạnh. Như vậy thì trong khi đang ngồi bữa cơm ăn cơm như vậy thì Nguyễn Huệ không khéo làm sao mà cái răng ông nó cắn cái lưỡi. Khi mà cái răng cắn lưỡi đau quá, ông mới quay ngang, ông mới hỏi Trần Văn Kỷ: "Ngươi rất là giỏi về thi thơ, như vậy thì ta vừa răng cắn lưỡi, ngươi hãy làm một cái bài thi để kể cái nói lên cái trường hợp mà răng cắn lưỡi." Thì lúc bây giờ ông Trần Văn Kỷ cũng làm một cái bài thi, tức là ngã ký sanh tiền nhữ hậu sinh, nhữ ư vi đợi ngã duy huynh, lý ưng trọng cận hưởng trân cam vị, hà vắng tồn vong cốt nhục tình. Có nghĩa đại để bốn câu thi này ông Trần Văn Kỷ ông nói thế này: tức là ta sanh ra trước để sanh sau, có nghĩa cái lưỡi nó nói rằng là nó sinh ra trước, nó là anh, cái răng sanh sau, cái răng là em, cho nên là ta sinh ra trước để sanh sau, để phần em út ta phần anh, ngọt bùi cay đắng cùng nhau hưởng. Khi mà đưa thức ăn vào miệng rồi cay đắng ngọt bùi gì đó thì cái răng cái lưỡi nó cùng nhau nó hưởng, nhưng mà cốt nhục thương thân nở đoạn đành, ta và ngươi cùng một gốc sinh ra, nhưng mà giờ này lại răng cắn lưỡi làm sao đành. Thì một bài thơ nói về răng cắn lưỡi, nhưng mà hàm ý trong đó thì ông Trần Văn Kỷ ông muốn nói khéo giữa anh em, ba anh em của Nguyễn Huệ cũng một gốc sinh ra, cho nên từ đó thì Nguyễn Huệ hiểu ý và thu quân lại, không đánh anh mình, kính thưa đồng đạo. Rồi đồng thời trong Tam Quốc cũng vậy, quý vị biết rằng Tào Tháo là một cái người rất là giỏi,
rất là mưu lược. Thì ông có ba người con trai, Tàu Phi, Tàu Thực và Tàu Chương. Tàu Phi thì mưu kế rất là cao, còn là Tàu Thực thì giỏi về văn chương, còn Tàu Chương là cái người giỏi về binh lược, nhưng mà hữu và võng thì vô mưu. Cho nên chính vì mà khi mà Tào Tháo khi mà qua đời rồi, thì lúc bây giờ cái sự nghiệp làm vua đó tức là giao cho Tàu Phi. Và khi giao cho Tàu Phi, Tàu Phi rất là sợ hai đứa em của mình. Về phần Tàu Chương thì coi như là Tàu Phi đã nắm trọn binh quyền, là Tàu Chương giống như là ở Tụ Lẫm thôi. Nhưng mà lúc bây giờ thì Tàu Phi rất là sợ ở Tàu Thực. Cho nên nhân một cái hội lớn như vậy thì lúc bây giờ Tàu Phi mới kiếm chuyện với Tàu Thực. Nhà ngươi rất là giỏi về thi thơ, về vậy cho nên ta gia hạn cho ngươi trong 7 bước đi. Mà nếu ngươi làm một cái bài thi nói về tình cảm anh em của mình nhưng mà không có từ anh em, nếu trong 7 bước làm được bài thi thì ta tha cho ngươi toàn tánh mạng, còn không là ta đem ngươi chém đầu. Thì lúc bây giờ Tàu Thực khi nghe Tàu Anh mình nói như vậy thì lúc bây giờ vừa bước mà nước mắt tuôn dòng. Ông làm một bài thi 4 câu: củi đậu, nấu đậu, đậu trong nồi đậu khóc, cũng cùng chung một gốc, nở lại đốt thiêu nhau, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì qua các án văn đó, những mẫu chuyện đó thì chúng ta cũng thấy rõ, đây là những cái sự giáo dục rất là rõ rệt trong cái tình anh em cũng như trong gia đình của mỗi đồng đạo chúng ta. Hầu đó khi mình chưa tu thì còn vì danh lợi, vì cái phần đất của cha mẹ mình chia không đồng đều, mình có hơn thua với nhau về vật chất, hơn thua với nhau về tiền bạc. Nhưng mà giờ này chúng ta tu rồi thì mình gẫm lại mọi thứ trên đời đều là giả tạm, đều là vô thường. Cho nên mình phải nghĩ điều đó để rồi chúng ta xóa đi một cái ranh giới, thực hiện được như vậy mới đúng cái nghĩa mà Đức Thầy dạy ở đây, đó là chớ chia rẽ đồng đạo. Và đồng thời Đức Thầy dạy phải đồng tâm đồng lực đó, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, tức là đồng tâm đồng lực đồng đạo. Có nghĩa rằng bên cạnh chúng ta không được chia rẽ như các yếu tố mình bàn nãy giờ, thì đồng thời bên cạnh đó mình phải đồng lực. Đồng lực là đồng sức, đồng tâm là đồng lòng. Làm mọi việc gì cũng vậy, chúng ta phải đồng sức đồng lòng mới đạt được kết quả. Còn nếu như đồng đạo chúng ta chỉ có đồng sức mà mình không đồng lòng, hoặc giả là mình đồng lòng mà không giúp sức, thì mọi việc không thành đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy chỗ này, chúng ta thấy đây là một cái bài học trong cuộc sống. Vì vậy cho nên bất cứ làm một việc gì mà nếu như chúng ta thiếu đi hai yếu tố này, lực và sức, thì coi như chúng ta không đạt kết quả. Do đó cho nên hôm nay đồng đạo khi muốn làm cái gì thì chúng ta phải đồng lòng, tức là đồng theo cái việc làm của những người ở chung quanh. Đây gọi là đồng lòng. Rồi đồng thời ngoài cái việc mình vừa lòng làm theo ý kiến chung thì bên cạnh đó chúng ta phải góp sức, góp công, góp của, để rồi chúng ta mới đạt được kết quả. Kính thưa quý vị, còn giờ này mình góp tiền, mình góp sức mà mình không đồng lòng, trong lòng mình bức đức, cái việc làm của mấy ông này tại tôi làm vậy thôi, tôi không có vừa bụng, thì như vậy là không đạt kết quả đâu. Cho nên đồng tâm đồng lòng là hai cái vấn đề mà tôi tin tưởng rằng mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện. Như vậy thì qua câu giảng đầu tiên này, Thầy dạy chúng ta là chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực. Nghĩa là mỗi đồng đạo chúng ta phải đoàn kết ở mọi mặt. Mình phải với một cái tâm thành của mình, với sức lực của mình, để cùng nhau xây dựng một cái nền tảng trong cái cuộc sống hạnh phúc của loài người chúng ta, quý vị. Và đồng thời từ đó chúng ta mới suy ra được rằng sở dĩ mà thế giới này còn có những sự kiện chia rẽ, những sự kiện không đồng sức đồng lòng, thì như tôi nói hồi nãy, không ngoài cái bản ngã, không ngoài cái ta đáng ghét. Mỗi chúng ta ai cũng cho mình hay, mình giỏi, mình hơn người, chứ mình không có chịu nhìn những người xung quanh nào đó. Mà thường Khổng Nhân, Thánh Nhân thường dạy qua một cái khái niệm gọi là hạ một phu nhân đó. Dưới mắt của mình thì không ai bằng mình, tức là cái tôi của mình đó, cái tôi của mình nó cho mình biết rằng dưới mắt của mình không ai bằng mình, thì hoàn toàn do cái bản ngã mà ra. Rồi cái tiếp theo nữa là do cái quyền lợi cá nhân, do cái lợi kỷ đó, do cái quyền lợi cá nhân mà chúng ta bất chấp, chúng ta chia rẽ. Rồi cái thứ ba nữa là do chúng ta tối tăm, mình không có sáng. Đây là ba cái nguyên nhân chính đồng đạo. Cho nên hôm nay qua ý này thì mỗi đồng đạo chúng ta giờ này muốn đừng có chia rẽ, thì trở về phần mình, về phương châm hành đạo, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải dẹp cái bản ngã. Chúng ta bỏ đi cái sự vị kỷ mà mình hướng đến cái chung,
Chúng ta đừng vì một cái quan điểm cá nhân, đừng vì một cái định kiến, đừng vì sự ganh tị, đừng vì cái sự dèm pha, thì như vậy thì chúng ta mới dẹp được cái này. Và cái thứ ba nữa, mình là cái người phải sống trong giới luật, mình phải giữ giới luật như đồng đạo Đoàn Thanh Tân có nói hồi nãy. Và đồng thời chúng ta phải là cái người sáng suốt, đồng đạo phải là cái người hiểu biết, có hiểu biết, có sáng suốt, thì mình mới phá vỡ được những cái định kiến, mình mới phá vỡ được cái trường thành vô minh, mình mới phá vỡ được cái trường thành mê si mà nó đeo đuổi chúng ta hằng vô lễ kiếp đến nay. Cho nên câu giảng thứ hai Đức Thầy mới dạy là khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Như vậy thì để đạt ở chỗ chớ chia rẽ phải đồng tâm lực. Để đạt được yếu tố căn bản này thì Đức Thầy chúng ta phải khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Như vậy thì khua là động đậy, khua là làm cho rung động lên. Trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy, Đức Thầy viết chữ khua này không nhiều lắm, chỉ có 3 lần mà thôi đồng đạo. Múa mỏ khua môi tài biệt thự, giống nồi Nam Việt phải mãi chi ly. Hay hoặc Đức Thầy dạy trong cái bài là khuyên người vào lòng phước thiện, khua đũa mèo môn ngờ chủ thảo, muỗng rơi chó vện tưởng cho mọi. Như vậy thì chữ khua này thì chúng ta thấy động đậy lên, động đậy lên đồng đạo là khua. Hầu đó giờ chưa có khua, nhưng mà giờ này khi Đức Thầy đã đời mở đạo, trong một cái bối cảnh đất nước Việt Nam chúng ta bị cả ngoài thống trị, Đức Thầy mới kêu gọi trong cái tinh thần đoàn kết. Nào là chốn Phật cảnh vắng tanh kẻ tới, ta ra đời nên mới đổi thay. Nào là cũng đồng cốt nhục hoài thai. Nào là thương quá sức đòi cơn dạ ngọc, ta quyết định chủng tộc nhan sang. Cho nên Đức Thầy chúng ta thì ngày mới khua. Và đặc biệt Đức Thầy dùng cái từ giọng vàng. Giọng vàng còn gọi là lời vàng. Giống đoạn khác Thầy giải rất rõ, hiệu lão xỉu ra đời thật tới, đem lời vàng dạy dỗ Dương Trần. Như vậy thì giọng vàng còn gọi là kim ngôn. Cho nên kim ngôn này xuất phát từ đâu? Kim ngôn này xuất phát từ kim khẩu, mà kim khẩu này xuất phát từ kim thân. Mà Đức Thầy chúng ta là Phật, cho nên Đức Thầy cũng dạy là kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Cho nên Phật, thân Đức Phật gọi là kim thân, mà miệng Đức Phật gọi là kim khẩu, mà lời Đức Phật dạy ra thì đó là gọi là kim ngôn. Cũng như thế gian này ca tụng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên Đức Thầy dùng cái từ khua giọng vàng. Giống như đoạn khác Thầy dạy là giọng tăng sĩ thanh thao như kiển, hạng đã lâu non giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Kính thưa đồng đạo, cũng như Đức Thầy dạy trong cái bài Phu Đã Cuối này. Như vậy thì dầu rằng ở đây Thầy viết, nhưng mà Thầy dùng cái những cái phương ngữ, những cái ngôn ngữ để thay cho cái lời nói. Bởi vì bài thi Đức Thầy viết mà phong đồng đạo, nhưng mà Đức Thầy nói để Thầy khua giọng vàng. Ngoài cái việc miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, có nghĩa là sau buổi chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ngoài cái việc Đức Thầy trị bệnh độ đời, trị bệnh độ đời đây chỉ là cái phương tiện tạm thời. Cái phương tiện này cho mọi người biết được Đức Thầy là Phật, ra đời tại miền Nam nước Việt, bệnh gì ông Phật này trị cũng hết đó kính thưa đồng đạo. Đây là phương tiện tạm thời, còn phương tiện cứu cánh đó là Đức Thầy thuyết pháp độ đời, viết sấm thi độ đời. Lúc đầu Đức Thầy thuyết pháp, đồng thời bên cạnh thuyết pháp Đức Thầy còn viết sấm thi. Bởi vì chớ nước sâu mà bị gầu thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa. Chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo, kinh đồng đạo mà Đức Thầy dạy trong Giác Ni Tâm Kệ. Vì vậy cho nên hôm nay khi mà chúng ta nghe cái từ giọng vàng, nhưng mà giọng vàng đây Đức Thầy đã chuyển thể, có nghĩa rằng trong cái bài Thu Đã Cuối này chúng ta nói điên, toàn bộ sấm thi Đức Thầy nói chung, chỉ cần đồng đạo đọc đi, mình đọc thì mình sẽ cảm nhận được lời Đức Thầy đang thủ thỉ bên tai chúng ta để nhắc nhở chúng ta, thì đó gọi là khua giọng vàng. Và đồng thời giọng vàng này có một cái công năng như Đức Thầy dạy là đánh thức bốn phương. Chúng ta nghe cái từ đánh thức là chúng ta biết bốn phương là chỉ cho rộng khắp đồng đạo, bốn phương là đông tây nam bắc, bốn phương là chỉ chung cho quả địa cầu này, chỉ chung cho cái cõi ta bà thống khổ này. Mà chúng ta nói gọn, từ bốn phương đây là chỉ cho cái Diêm Phù Đề, cái Nam Thiện Bội Châu, chỉ cho cái quả địa cầu mà giờ này chúng ta đang ở thôi. Như vậy thì từ đó chúng ta mới suy ra được rằng
Nếu như thế giới loài người mà có thể hấp thụ được lời Đức Thầy thì theo tôi nghĩ không đến nỗi đồng đạo. Bởi vì đây là những lời vàng tiếng ngọc mà Đức Thầy ra đời mở đạo, ngoài cái việc Đức Thầy dạy đất nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta. Bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta là trung ương điểm, miền Nam nước Việt Nam chúng ta là trung ương điểm, mà Đức Thầy dạy là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung yếu trung hiếu, hay hoặc là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại thế độc đạo. Cho nên trước tiên là Đức Thầy ra đời giải đạo tại trung ương điểm trước, tại đất nước miền Việt Nam chúng ta trước đồng đạo. Và đồng thời Đức Thầy muốn rằng với những cái giáo điều mà Thầy dạy ở đây thì chẳng những dừng ở đây, mà Đức Thầy muốn các giáo điều này được bay tất cả khắp nơi trong đại đồng này. Đúng như hai chỗ trong bài Sa Đéc thì Thầy dạy biết làm sao lên lưng Bạch Hạc, bay cả trời tối từ bi. Đức Thầy muốn cái giáo lý này bay hết cả các không gian này, tất cả các nơi, để đem cái thánh thiện từ bi bác ái cho mọi người. Mà khi một người mà có từ bi, có thánh thiện rồi thì theo tôi nghĩ là chiến tranh không còn đồng đập. Cái sự hung dữ, cái sự hơn thua với nhau, cái sự tàn bạo ngược ngang không còn. Bởi vì cái triết lý, cái giáo thuyết từ bi này chưa có đi khắp, chưa có rộng khắp. Cho nên giờ này mới có những cái thảm họa như chúng ta vừa nói lời nói đầu, những cái cuộc chiến tranh gần đây thôi. Chúng ta thấy thế giới loài người của mình trên dưới chưa đầy nửa năm, một thời gian quá ngắn ngủi đồng đập, mà đã có hai cái cuộc chiến tranh như vậy rồi. Rồi chưa biết dừng không nữa. Mà nếu mà kéo dài nữa thì chúng ta thấy con người nó khổ biết chừng nào. Đây là những cái mầm móng, những cái mầm móng chưa ai đoán được rằng nó kết thúc vào giờ phút nào. Thực sự trước mắt chúng ta vẫn là cái dấu chấm hỏi. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng với cái nguyện vọng của mình, với cái nguyện vọng của hàng triệu triệu con tim người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hàng ngày chúng ta cầu nguyện Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Quan Hệ Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Vương Độ Chúng thế giới bình an đồng đạo ạ. Cái nguyện chúng ta là thế giới bình an đó. Chúng ta không mong muốn thế giới này có chiến tranh đâu. Chúng ta luôn mong muốn thế giới này hòa bình an lạc. Đây là cái nguyện chung của hàng triệu triệu con tim của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó. Vì vậy cho nên nếu như cả thế giới này ai cũng đọc cái câu nguyện này, đây là cái giả thuyết mà tôi đưa ra nhé, đây là cái giả thuyết mình đưa ra. Nếu như cả thế giới này ai cũng đều đọc cái câu nguyện mà mình vừa đọc, đạt ở chỗ thế giới bình an, thì có lẽ thế giới này không có chiến tranh đồng đập. Nhưng mà đó là cái điều mơ ước của thầy mình, đó là cái điều mơ ước của mình thôi. Còn mọi thứ thì xin thưa đồng đạo khác, mọi thứ là khác. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định lần thứ nhì trong cái bài Không Buồn Ngủ mà đồng đạo nằm lòng rồi đồng đạo, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc đồng đạo. Bởi vì khi mà đạo gieo khắp đại đồng này thì nhân loại mới đi vào vòng hạnh phúc quý vị. Cho nên đoạn khác Thầy mới dạy rất rõ, Đức Thầy cho biết rất rõ, chốn nào không đạo là đời vô liêm, mà Thầy dạy rất rõ trong cái bài Để Trơn Đất Bắc. Cho nên nếu thế giới loài người ai cũng trở lại với đạo, trở lại với cái thánh thiện từ bi bác ái như chúng ta đưa ra những cái định hướng nãy giờ, thì phải nói rõ là thế giới này không có chiến tranh. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy mới khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Giọng đoạn khác Thầy dạy rất rõ là ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Chúng tôi cũng thường nói hoài, thế giới này có thể là thần tiên tại thế, thế giới này có thể là u minh địa ngục, như những cái mà chúng ta bàn nãy giờ. Nếu như mọi người không còn tranh giành, hấp thụ được lời Đức Thầy, mà Đức Thầy đã khua giọng vàng đánh thức bốn phương, thì thế giới này là thần tiên tại thế, là hạnh phúc, là an lạc, là thái bình. Thì như lời Đức Thầy rất rõ là thở xua thời buổi thứ nghiêu, thái bình thạnh trị mới nêu kháng tịnh. Thì thời buổi này không có chiến tranh, không có loạn lạc, bởi vì cái nhân tính của con người được vươn cao, cái Phật tính con người được hằng hữu, thì lúc bây giờ không có chiến tranh, không địa ách. Bởi vì thế giới này không thực hiện đúng theo những cái quy trình như vậy, cho nên lúc bây giờ mới khổ đồng đạo. Do đó cho nên qua câu giảng thứ nhì này chúng ta thấy rất rõ, Đức Thầy kêu gọi đánh lên một cái tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức bốn phương,
Giống như Đức Thầy dạy rất rõ là mê với tỉnh nhận ra là lý thế dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt như Đức Thầy dạy. Cho nên đặc biệt một điều với cái sự đánh thức này, quý vị thấy không, Đức Thầy chúng ta hết sức là từ bi đồng đạo. Bởi vì chúng sanh quá mê ngủ, không trở lại với thánh thiện, cho nên Đức Thầy sẵn sàng dùng nhiều cái định hình. Để ví dụ, lúc đầu thì Thầy dạy là đờn những câu tỉ mỉ đun hồn, cho người lành giải bắt nôn cúi đầu trước quy Phật Pháp. Lúc đầu Đức Thầy đờn nhẹ, nhưng mà lúc bây giờ có người thì tu, có người thì không tu. Rồi sau khi đờn nhẹ, Đức Thầy đờn tay rồi đại đờn đóng, trách trong ba tánh gặp xong quên nguồn. Đức Thầy đờn đầu trên, Đức Thầy đờn đầu dưới. Rồi cái lúc Đức Thầy đờn nhà tôi vốn thì có đờn 5 giây, lúc đó Thầy đờn 5 giây, mà cái lúc đó Thầy đờn không giây đồng đạo. Đờn ta vốn thiệt không giây, vô duyên có biết lời Thầy nói xa. Như vậy thì Thầy đờn đủ hướng hết để đánh thức chúng ta. Mình đọc các cái đoạn giảng mà vừa rồi chúng tôi nhắc lại ở nhiều đoạn giảng đó, Thầy Đức Thầy đờn hết mọi thứ mà chúng sanh vẫn còn say ngủ. Cho nên cuối cùng đó Thầy mới đánh trống, Đức Thầy mới thổi kèn. Như Đức Thầy dạy trong cái bài trao lời cùng ông Táo: phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Cảm ơn quý vị. Như vậy chúng ta thấy không, Đức Thầy chúng ta sử dụng mọi cái điều kiện, chỉ cần chúng sanh tu hành, chỉ cần tất cả quay về với nẻo đạo để chấm dứt cái sự chớ chia rẽ, để chấm dứt cái sự chia rẽ, để hoàn toàn đạt ở chỗ đoàn kết. Như vậy Đức Thầy dùng nhiều cái nhạc cụ như vậy, nhưng mà lúc bây giờ nhân sanh còn hễ ngà ngà giấc say, lúc bây giờ cũng chưa hoàn toàn tỉnh đồng đạo. Chính vì nhân sanh còn hễ ngà ngà giấc say, cho nên Đức Thầy mới dạy thêm rằng: gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài hoa, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻ vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Thì Đức Thầy giọng chuông, ngoài giọng chuông Thầy còn dạy là nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Cái thân đồng đạo, Đức Thầy mới nện một tiếng chuông thật là lớn để cho mọi người thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Như vậy chúng ta đọc những án văn đó thì mình rất là thương Thầy. Đức Thầy sẵn sàng sử dụng mọi cái phương tiện để đánh thức bốn phương quý vị. Do đó Đức Thầy mới dạy qua câu giảng thứ nhì này cho chúng ta hiểu rất rõ ở chỗ này là Đức Thầy khua giọng vàng đã thức bốn phương. Và đồng thời Đức Thầy mới dạy thêm là chấn hưng Phật giáo học được. Như vậy thì lúc ấy, ở hoàn cảnh ấy, thì Đức Thầy đã chấn hưng Phật giáo học được. Cái chữ chấn nó có hai nghĩa: chấn là phấn chấn, chấn cũng là chấn chỉnh. Nhưng mà chữ chấn này đi liền với chữ hưng thì chữ chấn này là phấn chấn. Bởi vì chúng ta nói về thực tế, trong giai đoạn đệ nhị thế chiến 1939-1945, thì quý vị biết rằng lúc này mà mỗi khi đồng đạo chúng ta xem qua sử liệu về Phật giáo thế giới, về Phật giáo Việt Nam, thì lúc bây giờ là một thời điểm mà phải nói rõ là tồi tệ nhất, một thời điểm mà gọi là Phật giáo suy đồi đồng đạo. Trong giai đoạn ấy, trên lúc bây giờ thì gần như là đất nước, cả thế giới lo cái chịu cái cảnh chiến tranh, đạo Phật thì gần như bị những âm thanh sắc tướng, bị những người dối tu lừa lè đời để lường gạt, những người nhẹ dạ dễ tin, đạo thánh thì thánh đạo trăng du, pháp môn thì bế mạc. Vì vậy nên lúc bây giờ Đức Thầy mới chấn hưng, Đức Thầy mới ra đời làm một cái cuộc cách mạng tại miền Nam nước Việt chúng ta, để Đức Thầy kêu gọi mọi người trở lại với đạo Phật. Vì vậy khi mà đồng đạo đọc xem lại cái bài Phật giáo Việt Nam Liên Hiệp Hội thì đồng đạo sẽ cảm nhận Đức Thầy đó chấn hưng. Và Đức Thầy xác định là chấn hưng Phật giáo học được. Cho nên cái từ chấn hưng Phật giáo ở đây là chúng ta có thể nói rộng á, đây là chấn hưng Phật giáo, trong đó có Phật giáo và hảo chúng ta. Bởi vì giai đoạn này với tiếng nói của một vị hoạt Phật, Đức Thầy chúng ta nói thẳng, Đức Thầy không sợ đồng đạo. Một mặt là Đức Thầy vì một tình thương, mặt khác Đức Thầy được lệnh, cho nên chính vì yếu tố đó Đức Thầy chúng ta nói thẳng.
cho mọi người trở lại với cái chánh pháp vô vi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni mà Đức Thầy đã gói gọn trong cái nguồn thi thơ của Ngài, đó là đạo vô vi của Phật Ấn Cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Vì vậy cho nên Đức Thầy đầu tiên, Đức Thầy chấn hưng, Đức Thầy chấn chỉnh, Đức Thầy chấn chỉnh và làm cho cái nền đạo Phật được hưng thịnh thêm lên. Thì đấy là chúng ta nói ở cái hoàn cảnh hiện tại. Và từ học đường là gì? Học đường gọi là trường giải đạo Phật. Cái từ học đường là trường giải đạo Phật, chấn hưng Phật giáo học đường. Thì cũng giống như đoạn giảng mà Đức Thầy dạy, giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường giải đạo Phật. Vì vậy cho nên sau đó thì đối với Phật giáo Việt Nam, khi mà thành lập năm 1981 thì chúng ta thấy đi vào một cái khuôn khổ và đạo Phật rất là phát triển. Từ đạo Phật thế giới đến Phật giáo Việt Nam chúng ta thì rất là phát triển. Và sự phát triển đó, cái nôi của sự phát triển đó thì không ngoài các cái lớp giảng giải đạo Phật. Bởi vì có giảng giải đạo Phật, có mở trường giải đạo Phật thì con người mới biết được mà học hành, mà tu tập. Kính thưa đồng đạo, đây cũng là một cái sứ mạng. Cho nên dầu rằng vào thời Đức Phật, Đức Phật không có điều kiện để mở trường giải đạo Phật, bởi vì thời xưa đâu có cái vấn đề mà mở trường giải đạo. Nhưng mà cái quá trình Đức Phật đi thuyết pháp, rồi Đức Phật thuyết pháp ở bên ngoài, ở những gốc cây, ở những ngọn núi, rồi Đức Phật thuyết pháp ở những cái tịnh xá, thì đó là những cái vấn đề gọi là chấn hưng Phật giáo học đường. Dầu rằng không có trường lớp bài bản như giờ này, nhưng mà đây là do điều kiện khách quan của xã hội, bối cảnh xã hội. Đâu có lúc nào Đức Phật ngơi nghỉ đồng đạo, bởi vì đây là những cái điều then chốt cần phải có. Cho nếu như giờ này có đạo Phật mà thiếu đi cái người giảng dạy, rồi thiếu đi người học tập, thì làm gì có người đắc đạo đồng đạo. Đây là mình đi đến một cái hệ quả, đi từ nhân đến quả. Cho nên ở một góc, mọi góc độ nào, đạo Phật đều có người giảng dạy, đạo Phật đều có người học tập, thì từ đó mới bằng cái người đắc đạo. Cho nên đồng đạo biết, ngoài cái việc 49 năm văn vu thuyết pháp khắp cả vùng xứ Trung Ấn Độ, mà ngày xưa Đức Phật phải lê gót, Đức Phật đi bộ từ nơi này đến nơi khác. Đời sau khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật còn truyền thụ cái thiền tông, cái giáo lý của Ngài truyền qua 33 đời tổ. Ngoài việc 28 vị tổ Ấn Độ thì còn được truyền thừa vào Trung Quốc. Chúng ta thấy rất rõ, đi đến cái vị tổ sau cùng là Đức Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên mọi cái thời đại trong lịch sử Phật giáo thì từ xưa đến giờ học tập theo gương Đức Phật, muốn phát dương nền đạo, muốn cho mọi người tu hành, thì cái yếu tố không thể thiếu là phải phát dương cái vấn đề học Phật, vấn đề Phật giáo học đường, một cái hệ thống như tôi vừa trình bày. Như vậy thì đấy là chúng ta bàn về cái xưa, những cái đi qua. Còn giờ này chúng ta thông qua cái hiện tại. Cho nên hôm nay để ủng hộ cái phong trào này, nhất là Đức Thầy chúng ta vắng mặt, cái việc ngày xưa Đức Thầy khua giọng vàng đánh thức bốn phương chấn hưng Phật giáo học đường, thì Đức Thầy đã làm rồi, Đức Thầy đã trải nghiệm rồi trong thực tế đồng đạo. Và cái điều kiện ấy thì Đức Thầy đã làm xong cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Thầy mở đạo, khua giọng vàng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, Đức Thầy đã làm xong hết rồi. Và những cái yếu tố căn bản đó, những cái gì cần nói, những cái gì quan trọng, những cái yếu điểm tu hành để được giải thoát, thì hôm nay Đức Thầy chúng ta gói gọn lại trong quyển Sám Giảng Thi Văn toàn bộ của Ngài. Mà trước khi đi xa, Đức Thầy đã dặn dò bao nhiêu tâm não gốc tôm, dặn dò kỹ lưỡng trong nơm khắp cụng. Hay hoặc Đức Thầy dạy rất rõ đồng đạo, làm theo lời chỉ Ngài đài gặp ta. Trước khi đi xa, Đức Thầy để là quyển Sám Giảng Thi Văn toàn bộ. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta thực hiện được câu giảng này, thì quý vị phải nhớ lại một đoạn giảng mà Đức Thầy đã dạy trong quyển Phiến Thiện: tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Kính thưa đồng đạo, thì đây là những cái mà chúng ta cần phải nằm lòng. Từ chỗ Đức Thầy dụng sự đạt lý, tầm sức nhỏ mà còn làm nên kén, cho nên hôm nay chúng ta đã thừa hưởng cái nguồn giáo pháp của Thầy Tổ,
mà giờ này mình không phát huy, giờ này mình để làm thinh như vậy thì mình sẽ là tội nhân của thiên cổ. Khi đồng đạo chúng ta đọc lại đoạn giảng cuối cùng của ân Tam Bảo, nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, nó đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sơ cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng có tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Như vậy thì giờ này đạo Phật nói chung, đạo Phật giáo và hảo nói riêng, nếu như người nào mà thờ ơ với công tác phổ truyền giáo lý, người nào mà thờ ơ với công việc công nghiệp phổ pháp, thì người đó sẽ là tội nhân của thiên cổ, người đó sẽ đắc tội với kẻ đời sao vậy, như Đức Thầy dạy ở cái đoạn cuối cùng. Cho nên giờ này trong đạo chúng ta cũng vậy, từ trung ương đến cơ sở, mà nếu như đồng đạo nào mà có một cái mầm mống muốn ngăn chặn cái phong trào phát triển tôn giáo về cái phương diện phổ truyền giáo lý, thì những người này sẽ đắc tội với kẻ đời sao vậy, mình sẽ trở thành tội nhân của thiên cổ, cái thua đồng đạo. Cho nên chính vì lý do đó, giáo hội chúng ta đã quán triệt vấn đề này, đã thực hiện đúng theo lời thầy dạy. Vì vậy cho nên đến đã năm nhiệm kỳ quá, thì ngoài hiến chương của đạo trước á, là quy chế, nhiệm kỳ đầu là quy chế, bốn nhiệm kỳ liên tục là hiến chương. Thì sau hiến chương thì đại hội đại biểu toàn đạo đã thống nhất, đã đưa công tác phổ truyền giáo lý đặt lên hàng đầu trong bốn chương trình đạo sự trọng tâm của đạo. Cho nên chúng ta đã quán triệt được vấn đề này, mình đã chấn hưng Phật giáo một đường. Và đồng thời sự rõ rệt hơn hết, trong cái quá trình chấn hưng Phật giáo một đường, thì giờ này chúng ta đã mở được ba lớp đào tạo giáo lý viên. Mà ngày hôm nay đặc biệt trong buổi thuyết giảng này, tôi cùng với bốn đồng nghiệp giáo lý viên của chúng tôi có mặt nơi đây, thì đặc biệt năm vị này xuất phát ở ba cái lớp giáo lý viên. Như đồng đạo Võ Kỳ Pha là giáo lý viên khóa 1, còn tôi và đồng đạo Đoàn Thanh Tân và đồng đạo Trần Thanh Sơn là học chung một khóa với nhau. Còn đồng đạo Trần Quang Chuyên học khóa 3, tức là mới vừa ra trường thời gian gần đây thôi. Như vậy thì ba lớp giáo lý viên này đã đáp ứng được phần nào đó về cái phương diện phổ truyền giáo lý trong cái công tác thuyết giảng giáo lý, kính thưa đồng đạo. Rồi đồng thời bên cạnh đó, rõ rệt hơn hết về cái vấn đề chấn hưng Phật giáo học đường, thì giờ này trong đạo chúng ta đã mở được 518 lớp giáo lý căn bản Phật giáo hòa hảo chúng ta. Và 518 lớp này đặc biệt nhất là năm nay, năm nay chúng ta mở gần 50 lớp, có thể là nhiều nhất trong 24 năm nay, kính thưa đồng đạo. Cho nên tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng, quý vị, đây là cái điều kiện nhất là vào mùa hè, để cho con em của mình có điều kiện, thay vì nghỉ hè ở nhà chơi game, ở nhà du hí, thì chi bằng nhín nhúc cái thời gian 15 ngày vào lớp học đạo để ôn học là Đức Thầy. Dầu rằng lúc ban đầu hiệu quả không có cao, nhưng mà tin tưởng rằng sau này đó là những cái ký ức, những cái kiến thức chuẩn mà giúp cho các em nó định hình được trong cuộc đời của mình là con em của người tín đồ Phật giáo và hảo. Và bản thân của tôi khoảng 10 năm nay, tôi ấp ủ một cái lớp học gọi là Phá Tu Mùa Hè. Bản thân ấp ủ rất lâu, nhưng mà rất tiếc giờ này chưa thực hiện được. Tôi mơ ước rằng đó, sau này mà khi mà chúng ta có trụ sở hoàn chỉnh rồi đó, đồng đạo, có thể vào mùa hè chúng ta mở Phá Tu Mùa Hè, không dài lắm, một tuần được rồi. Nhưng mà khi các em học khóa này là phải nội trú ở luôn với ban trị sự, tức là chúng ta vừa dạy học đạo, vừa dạy các em cúng lại, vừa tập các em ăn chay, tức là sống trong cái môi trường đạo đức. Tôi chỉ cần một tuần lễ thôi, nhưng mà rất tiếc 10 năm nay cái mơ ước của mình chưa thành tựu. Vì vậy nên mong rằng với sức mạnh của cộng đồng, với sức mạnh của các ban trị sự, thì mong rằng các vị kiến nghị về giáo hội để tương lai vào những mùa hè chúng ta có một cái lớp học đạo gọi là Phá Tu Mùa Hè, nhất là những con em của mình đồng đạo rất là cần, rất là cần. Cho nên điều kiện này, quý vị thấy rõ, đây là cái điều lợi lạc lớn nhất để chúng ta chứng hưng Phật giáo học đường. Cho nên trong đạo chúng ta thiếu những cái tầng lớp kế thừa là do đâu? Là do chúng ta thiếu đi cái sức sáng tạo đồng đạo.
những vị tu bên đạo Phật, người ta có những cái nhìn xa trông rộng, người ta đi vào những cái viện dưỡng lão đó, những đứa trẻ mồ côi đó, ta đem về chùa ta nuôi, ta nuôi từ thở nằm nôi, sống trong môi trường đạo đức, người ta cho ăn học đàng hoàng tử tế, thì từ đó đó là sẽ phát sinh ra những cái tầng lớp kế thừa, những cái người tài giỏi trong đạo Phật. Còn Phật giáo và họ chúng ta thì vấn đề này lại là một cái vấn đề thiếu sót. Mình chưa có đào tạo được một cái nhân lực kế thừa. Cho nên tôi mong rằng hậu tấn sau này, nếu có đủ điều kiện, các ban trị sự mà chúng ta có điều kiện, thì có thể mình mở ra những cái viện nuôi trẻ mồ côi, cái viện dưỡng lão, để làm chi những đứa trẻ có một cái hoàn cảnh cơ nhỡ không cha không mẹ, thì có thể chúng ta đem về ban trị sự mình nuôi cho học tập, rồi sau này những đứa đó nó sẽ phụng sự cho đạo mình, bởi mình nuôi nó từ ở tấm bé, thì khi nó lớn khôn nó sẽ phụng sự cho đạo mình. Thì đây là một cái nhân sự kế thừa cần phải có để chúng ta phát huy cái nền đạo mình, chẳng những hiện tại mà luôn cả tương lai. Và đồng thời bước ngoặt tiếp theo nữa trong cái phương diện chấn hưng Phật giáo học đường này, thì giờ này chúng ta cũng mừng lịch sử có đạo từ xưa đến giờ, chúng ta nói gọn là từ năm 1999, từ năm Kỷ Mão đến giờ thôi, tức là gần ngó 25 năm nay đồng đạo. Thì giờ này mình cũng mừng là khi được chính phủ cho phép chúng ta xây dựng cái trường trung cấp. Và có thể nói trường trung cấp đáng lẽ đã giờ này đã đi vào hoạt động rồi, nhưng mà do một số điều kiện khách quan cho nên còn ách lại đó. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng sang năm trường trung cấp sẽ đi vào hoạt động. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sẽ đào tạo được những nhân tài hữu ích cho đạo. Đây là chúng ta đào tạo chính quy, đào tạo một cách bài bản đồng đạo. Còn ba cái lớp giáo lý viên mà tôi vừa nói hồi nãy, khóa 1, khóa 2, khóa 3, thì đây là gọi là khóa đào tạo cấp tốc. Tụi tôi học ngày xưa nó giống như cái lớp sơ cấp thôi, nhưng mà nhờ thầy tổ độ cho nên học thì không nhiều, nhưng mà lên diễn đàn thì nói hơn nhiều. Bởi vì cái đây là chúng ta nói về thiên, về tâm linh. Cho thật chất là trình độ chúng tôi rất là thấp đồng đạo à, rất là thấp, đâu phải như cao như tôn giáo bạn của mình học nó thạc sĩ tiến sĩ đâu. Nhưng mà dầu rằng thấp, nhưng mà mình có được một cái tâm quyết. Từ cái tâm quyết đó, thầy và Phật, nhất là Long Thần hộ pháp để hộ trì, cho nên chúng ta cũng vẫn vững vàng làm việc phục sự cho đạo trong cái thời gian vừa qua cũng như trong hiện tại. Cho nên hôm nay đây là việc chung của đạo, chứ không là việc của riêng ai đồng đạo à. Mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Chúng ta hãy xem rằng mình là những cái hạt sỏi nhỏ, mình là những hạt cát, những cái viên đá, mà chúng ta muốn xây dựng được một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng vô song đôi truyền mãi hậu thế. Mà nếu thiếu một hạt cát, thiếu một viên sỏi, một viên đá, thì tòa lầu đài này không thành đồng đạo. Cho nên chi bằng giờ này tôi và quý vị sẽ biến mình thành một viên sỏi, thành một hạt cát, để chúng ta xây dựng cái tòa lầu đài này. Nhưng mà giờ này chúng ta đã làm được rồi, điển hình là ở hội trường này. Dầu rằng chúng ta không mở lớp đạo, nhưng mà hàng tháng đồng đạo tổ chức thuyết giảng giáo lý, thì đấy là chúng ta đang chấn hưng Phật giáo học đường đó. Đồng đạo chúng ta có điều kiện ngồi với nhau thế này để ôn học là đức thầy. Bởi vì những cái mà ngày hôm nay mình tiếp thu đồng đạo hình dung đi, hoàn toàn là chánh pháp đức thầy, hoàn toàn lời đức thầy, mà chúng tôi khai thác triệt để những các ý để mỗi đồng đạo chúng ta tìm hiểu. Cho nên quý vị là những hạt nhân, là những hạt cát để giúp cho đạo chúng ta phát triển đó. Bởi vì có những buổi thuyết giảng thế này thì mình mới có được cái sự truyền thông, để rồi chúng ta với những cái thông điệp tại nơi đây, những cái bài nói chuyện tại nơi đây chẳng những dừng ở đây, mà có thể chúng ta chuyển tải những cái bài nói chuyện này lên cả toàn cầu, lên mạng xã hội, tất cả các nơi người ta đều nghe, đều biết được. Cái thứ nhất là hoạt động của đạo Phật giáo và hảo chàng ơi, nhìn thấy đạo Phật giáo và hảo tu mà thấy ham. Mỗi phiên thuyết giảng như vậy 200-300 người về dự, đồng đạo thấy không, cái câu nói này là chúng ta hãnh diện đó. Còn nếu như tôi nói ví dụ giờ này bữa nay tôi và đồng đạo Tân thuyết giảng ở đây, mà đồng đạo ngồi nghe có 5-10 người, chắc tôi cũng không dám ghi hình luôn đồng đạo ơi. Bởi vì ngồi nghe có 5-10 người mà đưa lên mạng chàng cái tôn giáo này ngộ ơi, thuyết giảng không ai nghe hết trơn, phải không, làm sao mà dám đưa lên. Cho nên quý vị là những nhân tố đặc biệt để phát triển giáo hội chúng ta trong thời buổi 4.0 này. Cho nên tôi mong rằng quý vị cố gắng thực hiện tốt cái vai trò trách nhiệm của mình, đó là phận môn đệ phải lo vun vén. Kính thưa đồng đạo, cảm ơn quý vị.
Như vậy thì đấy là chúng ta nói một số ý, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng. Hôm nay mình đừng sống vì mình, mà hôm nay đi dự thuyết giảng. Đừng vì cá nhân, mà hôm nay tôi dự thuyết giảng là vì thầy, vì đạo, vì ban trị sự. Ở đây có rất nhiều ban trị sự ngồi đây là đồng đạo. Nếu như đồng đạo tôi dự thuyết giảng mà nhiều người đứng dự đó, chúng ta hàm tổ chức dữ lắm. Luôn cả các cô nhà bếp ở trong bếp cũng vậy nữa đồng đạo. Khi mà tổ chức thuyết giảng mà 500-300 người lại dự, ham tổ chức lắm. Tổ chức thấy ham, người ta lại dự vui thấy ghê, cực mà vui, khổ mà ham, nó đặc biệt như vậy. Còn nếu như mà thuyết giảng như vậy mà len que 20-30 người dự, thôi đi làm biến quá, thuyết giảng không ai dự hết trơn, thuyết làm gì. Cái câu này tôi nghe nói đồng đạo à, tôi nghe một số ông trưởng ban sự nói rằng đó. Tôi hỏi chú ơi, tại sao chú không thuyết giảng, chú chị tầm mời có ai nghe đâu mà thuyết. Thuyết giảng như vậy có 20-30 người dự nha, tội nghiệp giáo lý viên các cháu từ xa đến đây thuyết giảng nè, đến đây giờ là làm nhiệm vụ không ai giữ trơn, tội nghiệp. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ nha, đồng đạo đi dự thuyết giảng đó, cái phước lớn dữ lắm. Ở đây không phải là tôi đề cao quý vị đâu, mà tôi mong rằng những cái tôi nói vị cũng suy nghĩ cho kỹ. Nhờ quý vị dự thuyết giảng đông đó, cho nên đạo chúng ta bên ngoài ta nhìn ta ham, người ta đặt niềm tin, và đồng thời là một cái vấn đề để ung đúc cho các ban trị sự tích cực tổ chức thêm nhiều buổi thuyết giảng. Lúc này tổ chức thấy ham quá, bà con đi dự đông quá, cho nên không biết mệt. Và những vấn đề này chúng ta thấy rõ rệt trong cái quá trình những năm gần đây đồng đạo. Ngày xưa không có nè, nhưng mà giờ này khó đó. Cho nên tôi mong rằng chúng ta cố gắng giữ gìn cái phong độ như thế này. Dầu bên ngoài người ta có nói gì nói thì chúng ta cũng cố gắng mình cứ nhịn đồng đạo. Chứ không phải khi nhất là các ban trị sự, khi nghe bên ngoài nói cái này cái nọ cái kia, nó rằng là thuyết giảng như vậy đó thì phải là người địa phương dự, người khác địa phương không có được đến dự, thì vấn đề đó cũng tội nghiệp quá. Bởi vì đạo chung phải đạo riêng đồng đạo. Cho nên ở đây là tinh thần tự nguyện. Cái quan trọng là chúng ta không ép uổng ai cả, tinh thần tự nguyện. Hôm nay là ngày 28, hàng tháng thuyết giảng tại hội trường của là An Hòa Tự Bi. Đồng đạo bốn phương người ta nghe tin, người ta đến người ta dự, thì điều này không có phạm pháp đồng đạo à. Điều này là pháp luật bảo hộ nha. Tôi nói là nói theo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Chúng ta đến dự thuyết giảng là pháp luật bảo hộ. Phải chi ở đây mà mình ép đó, là dự thuyết giảng tôi cho tiền, là dự thuyết giảng tôi cho cái gì đó đó, phải không? Thì cái đó là chúng ta không làm đúng theo luật pháp. Bởi vì có cái sự ép buộc trong đó. Còn vấn đề tự nguyện nghe tin thuyết giảng, dầu rằng hàng trăm cây số tôi cũng đến dự, thì đây là hoàn toàn là hợp pháp theo cái sự tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên không có gì mà chúng ta lo sợ cả. Quý vị cứ an tâm, mình sống vì thầy vì tổ. Hôm nay bất cứ mọi yếu tố nào, chỉ cần phát dương cái đạo, được mọi người nghe đạo, biết đạo, trở lại tu hành thì coi như là xong, coi như là hoàn thành cái công hạnh tu hành của mình, không uổng kiếp cuộc đời của mình là tín đồ của Đức Thầy. Và đó là những điều mà Đức Thầy rất là vui. Và đồng thời những yếu tố mà chúng ta thực hiện nãy giờ, muốn đạt được kết quả cao nhất thì Đức Thầy mới dạy câu giảng sau cùng là dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Như vậy thì muốn đạt được kết quả như vậy, cái quan trọng là phải dưới trên hòa thuận. Mà dưới trên không có hòa thuận là coi như không đồng đạo. Ông trưởng ban thì ông đòi thuyết giảng, mà các trị sự viên thì nói không có được, ông thuyết ông làm mà nên đi, tôi không tiếp ông. Rồi bây giờ trong ban cái sự đòi thuyết giảng mà đồng đạo không lợi dự thì coi như là xong rồi, đâu có được cái gì đâu đồng đạo. Cho nên cái câu giảng sau cùng này, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên, là Đức Thầy đang nói chúng ta đó. Cái câu đầu chớ chia rẽ Đức Thầy nói chung cho cộng đồng. Còn cái câu sau cùng này đã Đức Thầy đang nói chúng ta đồng đạo. Khi hôm nay mình học Phật Pháp rồi, mình hiểu Phật Pháp rồi, cái yếu tố căn bản là chúng ta phải hành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Như vậy là hành đạo, ngoài cái việc tu sửa, ngoài cái việc công phu hành đạo, thì dưới trên hòa thuận, đây là cái chỗ hành đạo. Mà nếu như đồng đạo dưới trên không hòa thuận là chúng ta có đạo không có hành đồng đạo. Tôi cho đồng đạo cúng lại một ngày 3-4 thời, tôi cho đồng đạo ăn chay mấy mươi năm, tôi cho đồng đạo làm từ thiện từ ngày này sang tháng nọ, mà đồng đạo không thực hiện được cái từ mà dưới trên hòa thuận đó, thì quý vị không có kết quả đồng đạo. Ăn chay không có kết quả, cúng lại cũng không có kết quả, niệm Phật không có kết quả. Niệm sân niệm Phật gì?
Lúc mà dưới trên không hòa thuận làm sao niệm Phật có kết quả? Mà làm từ thiện cũng không có kết quả luôn. Bị cái sự chia rẽ, bị cái tư tưởng phiền não ăn hết công đức của mình rồi, có đâu mà để mình hưởng đồng đạo. Cho nên các khái niệm căn bản ở đây Đức Thầy dùng cái từ là dưới trên hòa thuận. Như vậy thì dưới trên ở đây có thể chúng ta đưa ra một số cái hoạch định. Nếu trong ban trị sự thì ông trưởng ban phải là trên rồi, ông trưởng ban trên ông phó ban, ông phó ban thì trên ông thư ký, rồi các cái vị thành viên trong ban là dưới. Đây là theo cái hệ thống tổ chức đồng đạo. Cho nên dưới trên hòa thuận là muốn nói một hệ thống. Mà nếu nói cái hệ thống này đó, cái ông dưới mà ông không nghe lời ông trên, ông trên ông không nể ông dưới là coi như xong, hệ thống này sẽ đổ vỡ đồng đạo. Rồi dưới trên hòa thuận này thì chúng ta phải theo một cái hệ thống. Bây giờ đạo chúng ta có giáo hội thì cái ông trên nhất, tôi nói trong tổ chức giáo hội, cái ông mà lớn nhất của giáo hội là ông trung ương, cái ông kế là ông tỉnh, ông kế là ông xã. Đây là một cái hệ thống rõ rệt. Mà giờ này mình là ông xã, mình muốn lướt quyền cái ông trung ương nữa là coi như dưới trên không hòa thuận đồng đạo, phải không? Đây là thực tế nè, điều thực tế. Cho nên đây là một trong những vấn đề thực tế trong cuộc sống. Rồi nếu nói cộng đồng chúng ta, trên dưới là ai? Trên ở đây tức là chỉ cho những vị chân tu tâm đạo, những vị cao niên kỹ trưởng, những vị mà có tuổi trong đạo của mình đó đồng đạo. Bởi vì thầy dạy là không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng lên kính trọng huynh mới là. Hú hồ chi trong đạo chúng ta mà cái người cao niên kỹ trưởng đó chúng ta phải kính trọng với đồng đạo. Đó là trên đó. Còn mình còn trẻ, mình là dưới. Đây là theo một cái nét văn hóa của đạo chúng ta. Rồi dưới trên ở đây có thể chúng ta nói thêm một ý nữa. Cái người mà thông suốt đạo, cái người mà chuyên nghiên cứu thì có thể nói đây là trên. Còn mình là cái người mới bước vào tu, mình không hiểu là Đức Thầy rành rẽ, thì chúng ta phải nghe theo lời những người đi trước. Mà điều này Đức Thầy đã đưa ra một cái quy ước rồi đồng đạo. Người mới vào đạo phải có hai người bổn đạo cũ, có đức hạnh, có uy tín trong làng để dìu dắt cái nơi đồng đạo. Cho nên đây là cái điều mà Đức Thầy đã đưa ra một cái điều kiện vào đạo rồi. Thì đó là những cái mà chúng ta tách rời. Còn nếu nói về cái chung, dưới trên ở đây là tất cả đồng đạo chúng ta. Cái từ dưới trên đó, tức là trên dưới trên, đây là những cái từ mà Đức Thầy chỉ chung cho tất cả đồng đạo chúng ta. Cho nên đoạn khác Thầy dạy từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Như vậy thì dưới trên hòa thuận, ý Đức Thầy muốn nói tất cả đồng đạo chúng ta không có được chia rẽ. Mình phải thực hiện được lời Đức Thầy là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Như vậy thì tất cả chúng ta không được chia rẽ. Mình đừng sống riêng mình. Tôi nói như hôm nay buổi thuyết giảng này, mà nếu dưới trên không hòa thuận thì làm gì mà chúng ta thành công buổi thuyết giảng này đồng đạo. Từ cái khâu tổ chức của ban quản tự nơi đây, ban trị sự nơi đây, rồi từ các ban trị sự, từ đồng đạo xa gần trong địa phương trở về đây, mà nếu như giờ này chúng ta thiếu yếu tố này là chúng ta không thể nào hoàn mãn. Như vậy thì một cái điều khoản tiếp theo, nhiều khi quý vị không quán triệt được cái vị trí của mình. Vì mình không quán triệt được vị trí của mình, không quán triệt được cái sức của mình, cho nên lúc bây giờ thường là chúng ta có cái sự bất hòa trong nội bộ đạo chúng ta quý vị. Cho nên nói đến đây tôi mới nhớ một cái mẫu chuyện mà bác dạy canh bộ đội. Cho nên một lần nọ thì bác nói rằng á, bác cầm trên tay một cái đồng hồ, bác mới đưa cái đồng hồ lên hỏi á, tôi hỏi mấy chú nè, trong cái đồng hồ này cái bộ phận nào là quan trọng nhất? Thì lúc bây giờ các chú bộ đội chưa trả lời, thì bác mới hỏi thêm, tôi hỏi các chú nè, nếu như cái đồng hồ này mất đi một bộ phận thì đồng hồ này có hoạt động được hay không? Vì vậy nên lúc bây giờ thì các chú bộ đội nó dạ thưa bác không được. Có nghĩa là trong cái đồng hồ này tất cả các bộ phận trong đồng hồ này nó đều quan trọng, và nếu mất đi một bộ phận thì cái đồng hồ nó bị hỏng. Và đồng thời bác nó dạy thêm cái đồng hồ này có cái nó làm mặt đồng hồ, có cái nó làm kim đồng hồ, có cái kim dây, có cái kim giờ, có cái là nhông đồng hồ, có cái là cốt đồng hồ, có cái là cái mặt lưng của đồng hồ, có cái là những cái chất dầu giúp cho đồng hồ hoạt động tốt. Như vậy đó là nó tùy theo cái vị trí của nó. Ví dụ bây giờ cái mặt lưng đồng hồ này mà chúng ta đem để cái mặt trước này được không đồng đạo?
nó sai vị trí hoạt động không có được. Rồi giờ này chúng ta lấy cái kia đồng hồ để cái mặt đồng hồ được không? Lại là không được nữa. Bởi vì cái vị trí của nó phải là kim đồng hồ, cái vị trí của nó phải là mặt đồng hồ, cái vị trí của nó phải là cái lưng đồng hồ, cái vị trí nó phải là cái cốt đồng hồ. Mình phải hiểu rõ cái vị trí của nó. Cho nên đây tôi đưa ra một cái ví dụ. Trong ban trị sự chúng ta có 9 người, thì 9 người này cũng giống như cái đồng hồ mà tôi vừa nói. Vì vậy cho nên cái ông thư ký mà ông muốn làm trưởng ban là không được rồi. Bởi vì ông là thư ký thì ông làm tròn cái nhiệm vụ thư ký của ông. Còn ông trưởng ban là cái ông nhiệm vụ trưởng ban. Rồi cái ông phó ban là nhiệm vụ phó ban. Tức là mỗi vị trí như vậy đã được đặt để theo một cái hệ thống rõ rệt. Cái hệ thống rõ rệt này xin thưa đồng đạo, không ngoài định lý nhân quả, không ngoài đức thầy đặt để đó đồng đạo. Cho nếu như giờ này tôi dở, tôi là nhiệm vụ thầy đặt để, tôi là cái kim đồng hồ, và tôi nói không được thầy ơi, bây giờ con phải làm cái mặt đồng hồ con mới chịu thầy, được không đồng đạo? Vậy là cái đồng hồ đấy bị vỡ rồi, đâu có đạt được kết quả. Cho nên mẫu chuyện thì nghe rất đơn giản, nhưng mà đi sâu vào lý nghĩa thì chúng ta thấy đây là một yếu tố căn bản mà chúng ta phải chấp nhận. Tôi nói trong gia đình chúng ta cũng vậy. Cái người làm cha muốn xuống làm con đâu có được đồng đạo. Mà nếu đứa con trong nhà nó muốn lên làm cha được không đồng đạo? Càng không được nữa. Gia đình nó xào xáo liền. Tôi nói vợ mình thôi, vợ mình là cái kho giữ tiền, mình là đi ngoại giao. Mà nếu bây giờ đồng đạo đổi cột lại mà tiền đứa đồng đạo giữ đi, đi ngoại giao làm chủ hộ đưa vợ mình đi thì coi chừng bị hỏng. Vợ mình giữ tiền thì bao nhiêu còn nghĩ bao nhiêu. Còn tiền mà đưa cho tôi mà bị giữ rồi thì tháng trước tháng sau là hết tiền lần đọc. Phải không quý vị? Cho nên đây là cái vị trí vai trò mà chúng ta cần phải hiểu. Đồng đạo có hiểu được điều kiện này thì đồng đạo chúng ta mới dưới trên hòa thuận được. Tôi là tín đồ, cái nhiệm vụ tôi là tín đồ là cái chất bôi trơn cho đồng hồ hoạt động. Mà nếu như cái đồng hồ này mà không có chất bôi trơn, đồng hồ hoạt động không bền, hoạt động không đúng giờ, hoạt động chậm lục. Vì vậy nên các yếu tố này nó đều có một cái hệ thống hài hòa đồng điệu với nhau. Đó gọi là từ trên tới cái thuận hòa. Nhưng mà đó là chúng ta hiểu về lý thuyết. Còn thực tế trong đạo chúng ta giờ này, xin thưa đồng đạo, cũng có đồng đạo mình hòa thuận tốt lắm. Nhưng mà cũng có một số đồng đạo chúng ta vì cái bản ngã, vì cái cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân, cho nên lúc bây giờ cũng có những cái mầm mống chia rẽ trong nội bộ đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta. Nhưng mà riêng về tư tưởng của tôi đó, thật sự là tôi không có một cái tư tưởng nào mà phân biệt cả. Chỉ cần người nào có quy y, có học lào đức thầy thì tôi xem người đó là đồng đạo của tôi, dầu rằng trong nước hay ngoài nước. Tôi không có một cái sự chia rẽ đồng đạo. Cho nên những cái thông điệp này mà nếu đến tay những đồng đạo khác ở các tổ chức khác thì thông cảm cho tôi. Thật sự đây là cái điều kiện để chúng ta phát dương nền đạo, chứ mình cũng không có một cái sự chia rẽ gì cả. Do đó tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải quay về với một. Nếu như đạo Phật giáo và hảo chúng ta mà quay về với một thì đạo phát triển dữ lắm quý vị. Không thể không chỉ dừng ở đây đâu. Như lời Đức Thầy dạy là cả kêu lớn nhỏ để huynh, từ nay nhẫn nại chống kình làm chi. Hoặc là cả kêu lớn nhỏ vài vị, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Nếu mà lớn nhỏ mà không hòa gì, chúng ta cứ là phân chia như vậy thì coi như mình không thực hiện đúng theo bốn chữ Phật giáo và hảo. Và đồng thời Đức Thầy dạy ở cái câu giảng cuối cùng này, nếu thực hiện được các điều đó gọi là dưới trên hòa thuận thì Đức Thầy xác định là chọn đường quy nguyên. Như vậy là chọn đường đi đúng một hướng, quy nguyên là về một góc đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, mà không nhắc đến biết đâu dân sủa. Nghe là Đức Thầy dạy mà rớt nước mắt cái đồng đạo. Đức Thầy khao khát, Đức Thầy là đang mơ ước. Lòng trẻ thảo biết đòn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu nại. Băng rừng vẹt phá gốc gai, kiếm người lương thiện đến ngay niết bàn. Như Đức Thầy dạy cũng trong bài thu đã cuối rồi đó. Vì vậy cho nên chọn đường quy nguyên thì tất cả chúng ta sẽ đi về hai chỗ. Quy nguyên là trở về một góc. Một góc này nếu chúng ta nói về tâm linh thì quy nguyên này chúng ta trở về với cái bản thể, tức là trở về với chủ nhân ông, trở về với tự tánh thanh tịnh của mỗi đồng đạo chúng ta. Bởi vì tất cả đồng đạo chúng ta đều có Phật tánh. Cho nên hôm nay muốn trở lại Phật tánh
muốn trở lại như lời Đức Thầy dạy, các chúng sanh đều có như ta, thì đồng đạo phải đoàn kết. Chúng ta đoàn kết mới hoan hỷ, mới hạnh phúc, mình mới gặp được chủ nhân ông, mới tìm là Phật tánh của mình. Còn nếu mình chưa rẽ thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ chúng ta tìm được chủ nhân ông của mình, không bao giờ chúng ta tìm được cái bản lai diện mục của mình. Vì vậy cho nên quy nguyên là về một gốc, mà một gốc này còn gọi là quần nguyên phản bổn. Kính thưa đồng đạo, còn gọi là quần nguyên phản bổn, như là Đức Thầy dạy, giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Cho nên quần nguyên phản bổn là quy nguyên trở lại với một, trở lại với tự tánh thanh tịnh của mình. Thì đó là chúng ta hiểu về cái phương diện tâm linh. Rồi cái thứ hai là chúng ta hiểu về cái phương diện giải thoát, về cái phương diện kết thúc. Thì chọn đường quy nguyên thì sau này nếu đồng đạo chúng ta đoàn kết, thì sau này chúng ta sẽ được như lời Đức Thầy dạy, đặng chung cùng một tiệc quỳnh tước. Tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được uống một cái tiệc rượu sau cùng. Đây còn gọi là tiệc quỳnh tương. Cái tiệc này Thầy dạy chúng ta là bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tô trung. Kính thưa quý vị, vậy thì cái tiệc quỳnh tương này chỉ dành cho những kẻ lòng trung chính trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Như vậy cái tiệc quỳnh tương này chỉ dành cho những cái con người hiền lành, những cái con người không có chia rẽ. Lúc bây giờ chúng ta quy nguyên là trở về với một. Lúc bây giờ giàu đằng người tu trước, giàu đằng người tu sau, giàu đằng người ở hải ngoại, người ở trong nước, nhưng mà cuối cùng đến đó, tất cả chúng ta sẽ được tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chốn tù. Tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình. Thì đó là chọn đường quy nguyên đầu tiên khi chúng ta nói về cái vấn đề kết quả sau này. Và chọn đường quy nguyên sau cùng thì tất cả đồng đạo chúng ta sẽ tâm đồng nhau, thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán kết gặp nhau. Thì khi mà ở đây chúng ta không có còn tranh giành đoạt lợi, thì đương nhiên cuối cùng chúng ta sẽ về với Phật, cuối cùng chúng ta sẽ về cực lạc. Quy nguyên là chúng ta trở lại với Đức Phật A Di Đà. Quy nguyên là chúng ta sẽ được như lời Đức Thầy dạy, dầu cho nay xa cách sở tời, sau thầy tớ gặp nhau Phật cánh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Kính thưa đồng đạo, thì đó là quy nguyên. Như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng này, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo một đường, dưới trên hòa thuận trọn đường quy nguyên. Như vậy thì bốn câu giảng này có cái phần hành đạo, có cái phần kết thúc trong cuộc đời tu chúng ta. Như vậy thì nội hàm chính yếu qua bốn câu giảng này không ngoài ba ý chính. Ý thứ nhất là Đức Thầy kêu gọi tinh thần đoàn kết. Đoàn kết để chống ngoại xâm, đoàn kết để giữ gìn quê hương bờ cõi, đoàn kết để cả nhân loại này được nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, đoàn kết trong gia đình mình, đoàn kết với hàng xóm, và đoàn kết trong nội bộ đạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa, để phát huy triệt để tinh thần đoàn kết này, thì mỗi đồng đạo chúng ta là hạt nhân, mỗi đồng đạo chúng ta phải tiếp bước theo thầy tổ, để mình làm sao đem giáo lý Đức Thầy ban rải khắp nơi nơi trong ba tánh, ở mọi phương tiện. Đúng như lời Đức Thầy dạy là viết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn trờ trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Hoặc Đức Thầy xác định rất rõ ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Muốn làm được các điều này thì trách nhiệm giờ này mỗi đồng đạo chúng ta cần phải làm cho đạo Thầy được phát dương, làm cho đạo Thầy được phát khai được rỡ trong khi Đức Thầy vắng mặt. Và ý sau cùng là kết quả đạt được. Khi mà có được sự đoàn kết, có được một cái sự không ngần ngại hy sinh để làm cho đạo Thầy phát triển như tôi vừa nói, thì cuối cùng đó là chúng ta đi đúng theo cái định hướng, đúng theo cái giáo điều mà Đức Thầy dạy, thì đương nhiên cuối cùng chúng ta sẽ được gặp Thầy, chúng ta sẽ được gặp Phật, chúng ta sẽ trở về với một cái thế giới bản thể. Bởi vì chúng ta ở đây là thế giới phân biệt, thế giới bản ngã, thế giới hiện tượng, thế giới cá nhân. Còn nếu như mà chúng ta thực hiện điều này, thì lúc bây giờ đồng đạo trở về thế giới bản thể, chúng ta trở về với cha Phật Thánh của mình, đúng như lời Đức Thầy dạy,
nở đâu lại vài bừa đồng loại, cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần. Đúng như lời Đức Thầy đã dạy chúng ta rất rõ là tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây cho đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Đây là chúng ta về với cha là Phật, về với thánh, về với tiên, giống như Đức Thầy dạy cha là Phật thánh, tiên thần phước dư, kính thưa đồng đạo. Như vậy bốn câu giảng này mang một tính chất giáo dục đạo đức tích cực cho cả đời lãnh đạo. Nếu như cuộc sống con người thực hiện bốn câu giảng này thì chúng ta đang sống đây gọi là thần tiên tại thế. Bằng như ngược lại, cuộc đời chúng ta cứ hơn thua, tranh giành chiếm đoạt thì chúng ta sống ở đây gọi là địa ngục tại trần gian. Và hôm nay đối với đạo cũng vậy, là tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà nếu đồng đạo không góp sức để vào trong một cái công cuộc vung quén đạo thầy, chúng ta không góp sức làm cho đạo thầy được phát dương đành đạo, thì chúng ta sẽ là tội nhân của người thiên cổ. Cho nên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong hiện tại, bản thân chúng ta phải lo tu hành, phải lo học đạo, phải lo hành đạo, và cuối cùng là chúng ta lo truyền đạo. Nếu thực hiện các cái tố đó thì đến cái ngày cuối cùng chúng ta sẽ được Đức Thầy chúng ta bế bồng con dạy hát bài khải ca. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc. Thì cũng đúng 11 giờ rưỡi thì chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái phiên thuyết giảng ngày hôm nay. Thì thời gian cũng đã hết rồi đồng đạo, thì quý vị cũng đã thấm mệt rồi. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái phiên chia sẻ đạo pháp này. Thì trong cái vấn đề chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót, thì cũng mong rằng quý vị đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ phước thêm chúng tôi. Và cuối cùng thì chúng tôi hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức cũng đã sắp xếp đủ nhân duyên hôm nay chúng tôi trở về đây để chia sẻ qua cái chuyên đề này. Cảm ơn tất cả các ban trị sự xa gần tập trung về đây để hộ pháp. Cảm ơn các chàng mạnh thường quân và quý đồng đạo đã hỗ trợ mọi thứ trong ngày thuyết giảng ngày hôm nay. Và mong rằng thì trong buổi thuyết giảng này sẽ có được cái phần công đức. Cho nên nếu có phần công đức thì quý vị cũng cho phép chúng tôi hồi hướng công đức này đến cho cụ quyền thất tổ chung của chúng ta. Và đặc biệt hồi hướng công đức này cho đồng đạo trưởng ban trị sự nơi đây cũng vừa quá giảng ngày hôm qua. Thì nhờ công đức này giúp cho đồng đạo chúng ta được về với Thầy, được về với Phật để được viên thành Phật Đạo. Thì cuối cùng chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian lắng nghe. Thì không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta được thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn theo cái giáo pháp của Đức Thầy, nhất là bốn câu giảng này. Và tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta nên tâm đắc một cái đoạn văn tản mà Đức Thầy đã dạy chúng ta trong cái bài Ân Đồng Bào Nhân Loại. Vả lại, cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật mà ta đã nhận thức rất thâm quyền quẩn quật. Cái tình ấy nó không bến, không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng không luận sang hàng, xóa bỏ hết các giai cấp, tầng lớp, đẳng cấp xã hội mà chỉ đặt vào một nhân loại chúng sanh. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn ông Phan Chí Tâm, ban phó viện Giáo lý Viên Trung ương đã trình giảng xong bài thuyết giảng của mình, và xin cho ông chàng pháo tay quý vị.